Xin mến chào cả nhà thân thương. Lan rất vui được gặp lại cả nhà thân thương trên kênh của Lan. Cả nhà ơi, hôm nay Lan ra vườn á, mình làm cái clip này là mình để mình quay về cái dâu rồi cả nhà. Thì hiện tại thì nó đang ở trong cái ấy shop, một cái chậu bằng shop á cả nhà. Giờ Lan sẽ thay vào một cái chậu nó bằng nhựa. Mình có thể treo bất cứ đâu mà mình muốn á, cho nó gọn. Thứ nhất là nó gọn, nó chống cái không gian đất của mình. Thứ hai là cái trái dâu nó, nếu mà nó có trái nó cũng sẽ được sạch. Hiện tại thì dâu nó không có trái nha cả nhà. Tại mấy hôm gầy á, ba bệnh cho nên là Lan cũng ít làm clip lắm cả nhà. Hiện nay thì dọn đồ ở đây ở gần vườn luôn rồi cả nhà ơi. Làm vườn. Bây giờ Lan sẽ lấy mấy cái chậu đó cả nhà. Lan ra rồi Lan thay chậu rồi mình sẽ gắn mấy cái cây rồi vô rồi mình chia sẻ cả nhà, mình treo ở đâu hứng nắng sáng nha cả nhà. Nó bằng nhựa đó cả nhà. Xài chắc cũng được lâu. Đó, mình treo lên vậy nó cũng đẹp nữa. Giờ Lan sẽ xếp qua nha cả nhà. Trong đây thì nó cũng có cái con nó muốn nhảy nè. Đó, cái này là cái con nè, một cái nhánh vậy là một con đó cả nhà. Thì ấy ra nó cũng dễ lắm rồi cả nhà. Mình bóp cho nó xốp lại rồi mình ấy xuống vậy là nó sẽ ra nguyên cái nè cả nhà. Đó. Mình lấy mấy cái này lại để mình ươm mấy cái khác đó cả nhà. Tiết kiệm. Vì nè cái đầu Lan sẽ lấy thì nó có bốn ba cái góc này nè là ba cái đồ mình móc mình treo lên á đó. Đó chiều mát mát rồi Lan sẽ treo nó lên. Giờ là một cái chậu xinh không cả nhà. Đó nữa cái trái đó, nó ra nó sẽ lan nó nằm vòng vòng nè, cái mình lại mình hái mình ăn. Mình sẽ chiêm dưới đây là một lớp lớp gơm là cho cái trái nó sạch luôn. Ba chậu nữa cái mình lấy gơm á, mình sẽ úm gốc cho nó gọn lại đó. Mình sẽ tưới nước, mình bỏ nó qua một cái gốc màu mát á cả nhà, mình dưỡng nó. Rồi chiều á mình sẽ chiều mai mình mới đưa nó lên trên vàng mình treo. Mình treo thì mình cũng lựa chỗ nào mà khi mà mình mở cái giò phun nước đó, nó sẽ tới cho nó đừng có bị mất sức. Cả nhà ơi, nếu cả nhà thấy mến Lan á, thì rất mong là cả nhà bấm đăng ký nè, rồi bấm chuông cho Lan một like, giống như là ủng hộ tinh thần cho một cô gái quê đó cả nhà, để có động lực làm được những cái khác. Cũng mong là cả nhà comment ở bên dưới, ví dụ như cái nào mà Lan làm mà nó sai sót á, cả nhà comment bên dưới để cho Lan có thêm cái học hỏi từ cả nhà. Đây thêm một chậu nữa rồi. Xong cái này á, thì Lan cũng sẽ cố gắng làm thêm một cái clip mà để mình làm vàng á cả nhà. Để mình treo lên cho nó thoáng mắt không cái vị trí nào có nắng sáng. Thì cái đó thì Lan làm thì cũng từ từ, tại có mình nè cả nhà ơi. Thì quay á, thì làm clip á, thì có bé cháu nó quay giùm đó. Còn làm thì chỉ có một mình thôi, cho nên làm gì nó cũng hơi chậm, rồi nó không có tỉ mỉ chứ lắm, mong cả nhà thông cảm. Đây, vậy xong rồi đây. Giờ mình sẽ mời cả nhà đi qua cái đống gơm bên kia. Cả nhà ơi, giờ mời cả nhà mình đi, mình đem qua bên cái đống gơm đó cả nhà. Đi thôi. Gơm á
thì Lan sợ để cái cọng dài á cả nhà nó bị đâm ra ngoài á, cho nên là Lan sẽ cắt cho nó gọn lại. Lan sẽ nhét gơm vào ốm góc là nó mát, cho nó mát mình cắt khúc khúc. Lần tưới nước là nó có thể giữ trữ mấy cái gốc của nó đến 3-4 ngày, chứ giống như mấy cái vỏ hõm mà mình không có ốm gốc á cả nhà, thì khi mà nó 2 ngày mà mình không tưới á nó bị héo, tại cái bộ rễ của nó không có được giữ ẩm. Này mình giữ ẩm cho nó. Đã bó cái gốc cái xong rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái cây vào. Thì mình gắn cái này lên, nặng mình máng nó lên cho nó đẹp quá cả nhà. Gắn này vô. Đây. Mình gắn cũng gắn kiểu, nó gắn nó chút xíu. Rồi mình sẽ gắn cái tiếp theo. Để qua bên đây đi. Thì cái này mình gắn cả nhà, dướng rồi, đợi mình dướng vô. Đây cả nhà, mình để mình nó nghiêng qua ngay cả nhà. Nghiêng nghiêng như là mình nghiêng vô. Rồi gắn nó vào. Đó. Để cái cây này nghiêng ngay cả nhà. Đó. Tới cái cây tiếp theo. Mình cứ nghi là mình cứ gắn nó vào cái này, cũng nghiêng qua bên là mình gài nó vào, nó cũng dễ vào lắm cái nè. Để nghiêng á, mình móc rồi nó vô rồi này, nó hơi bị chích 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 chích. Cả nhà ơi, hiện tại mình gắn nó lên được hết rồi đó, giờ mình tứ xương cái ha. Tới xương cái rồi mình sẽ móc lên cái vị trí nào mà mình để tạm á, thì nữa mình mới làm cái giờ mình để ở đây là mình để tạm, mình xịt nước lên cái đi rồi mình sẽ lên cái cây để tạm á cả nhà, cho nó mát cái đi ha, rồi mình đưa nó lên vừa đủ nước tưới luôn. Mình máng đỡ lên cái cây mít nha cả nhà, tại mình nói rồi mình chưa có làm cái vàng kịp á, thì mình cứ máng đỡ lên mấy cái nhánh mít này đi, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Máng chỗ nào nó có cái nhánh ngang thì mình máng lên luôn cho nó. Ở bên đây là nó chỉ được cái nắng sáng không à, nó không có nắng chiều. Cái mít mình thì nó cũng đủ lực để chịu cái mấy cái này nổi hết cả nhà. Đó. Nào mình làm được cái vàng thì mình chuyển nó ra cái chỗ khác. Đây cả nhà, thì mình cũng treo nó lên được gì nè, nó toàn ten gì nè cả nhà. Đó. Toàn ten. Đây. Mình treo nó lên. Ở bên đây mình cũng treo nhiều lắm. Đây, mình di chuyển từ từ qua bển nha cả nhà. Đây cả nhà ơi. Đó. Mình treo nó lên vậy nè. Đây. Cái vòng nhỏ nhỏ. Mình đi lên trên gì ấy xuống đi. Đây. Đây là cái cây dâu. Dâu mà Lan vừa mới làm xong. Đó. Bên đây. Các nhà thấy không, sau lưng phía sau mình đó, mình chỉ máng tạm lên vậy đi. Cái bụi này là nó bụi nó to nè, cái bụi này là bụi hõm mà mình ăn trái luôn á.
Cái bụi này là hổng ngờ nó có cũng được mười mấy hai chục trái á cả nhà. Cả nhà ơi, Lan kính chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, vạn sự như ý. Kính chúc sức khỏe cả nhà. Và Lan cũng rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Lan trong thời gian qua. Lan rất cảm ơn. Lan rất vui. Rất mong cả nhà có thể bấm đăng ký nè, bấm chuông để ủng hộ Lan những video mới nhất của Lan. Còn bây giờ thì Lan xin bye bye. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.